Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Vậy là những ngày ăn chơi hết công suất của mùa Tết đã trôi qua và các game thủ chúng ta lại tiếp tục trở lại với công việc và học tập. Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là làng game bớt sôi động, mà ngược lại, trong tháng 2 này có rất nhiều tựa game hấp dẫn sẽ cập bến tại thị trường Việt Nam. Vậy hôm nay các bạn hãy cùng AFK Mobi điểm qua 8 tựa game mobile mới chuẩn bị cập bến làng game Việt trong tháng 2 năm 2023 sắp tới nhé. Thiếu niên hiệp khách G-Zone. Thiếu niên hiệp khách là tựa game thuộc thể loại MMORPG 3D mang đề tài võ hiệp có tạo hình nhân vật được xây dựng theo phong cách chibi ngộ nghĩnh. Theo đó, trò chơi mở ra một bối cảnh giang hồ vừa quen vừa lạ, đi kèm là từng chiêu thức võ công mang đến chuỗi hiệu ứng bùng nổ trên màn hình điện thoại. Chưa dừng lại ở đó, điểm nhấn của tựa game này còn nằm ở việc sẽ không phân chia môn phái hay lớp nhân vật cụ thể ngay ở đầu game. Thay vào đó, bạn sẽ được thỏa sức lĩnh ngộ các tuyệt học võ công uy trấn giang hồ để từ đó mở ra nhiều phong cách chiến đấu riêng biệt của mình. Nhất niệm tiêu dao G-Zone. Nhất niệm tiêu dao G-Zone là tựa game nhập vai tu tiên màn hình dọc được đầu tư chỉnh chu từ nền tảng đồ họa, lối chơi cho đến các tính năng đa dạng. Trò chơi cho bạn bước chân vào con đường tu tiên mọi lúc mọi nơi, dễ dàng trải nghiệm cuộc sống treo máy tu luyện tăng cấp nhanh chóng hàng ngày. Từ cày cấp farm đồ đánh boss Pika đầy thú vị, hay kể cả là tự khám phá sức mạnh của chính nhân vật nhờ các tính năng thiên hướng sáng tạo. Không chỉ sở hữu chất lượng vượt trội như vậy, đội ngũ vận hành của game còn cưng chiều cộng đồng bằng một số các sự kiện kèm quà hấp dẫn. Kiếm trong VTC Mobile. Kiếm trong VTC Mobile là tựa MMORPG 3D có bộ cài siêu nhẹ nhưng gameplay vẫn vô cùng phong phú, đảm bảo tất cả các tính năng từ cơ bản đến nâng cao đặc sắc nhất của dòng game nhập vai cày cuốc đều hội tụ ở đây. Qua đó dân cày sẽ được thỏa sức gia tăng sức mạnh thông qua một loạt các tính năng mạnh hóa như cánh, đồng hành, thú cưỡi, trang bị. Bên cạnh đó, trò chơi cũng cung cấp cho game thủ vô số hoạt động làm hoài không hết và nhận đồ đầy tay. Điển hình có thể kể đến như săn boss nhận ảo hóa, farm quái nhận sát rồng, cắm trang không cần online mà vẫn nhận được kim cương. King Choice Gamota cho phép người chơi xây dựng một đế chế, làm cho vùng lãnh thổ dưới sự cai quản của bạn phát triển mạnh mẽ hơn, hoặc sống một cuộc sống xa hoa, chỉ huy đội quân gần các hiệp sĩ trung thành. Tại đây bạn có thể hẹn hò với các hoàng gia khác, nâng cao người thừa kế và tạo liên minh. Người chơi có thể tùy chọn vào vai một vị chúa tể nam hoặc nữ và có thể là một vị lãnh chúa nhẫn tâm hoặc nhân từ, kiểm soát lại vương quốc mà mình xây dựng. Thế giới của trò chơi mở ra với phân cảnh mở đầu và lối chơi giống như một cảnh trong một bộ phim hành động thời Trung Cổ sử thi. Sky Utopia là tựa game mobile thuộc thể loại nhập vai rảnh tay màn hình dọc cùng nền đồ họa anime 3D tuyệt đẹp. Trò chơi gắn tự mạnh với game thủ bởi nền đồ họa 3D đẹp mắt, thiết kế giao diện màn hình dọc đúng chất Nhật Bản. Bên cạnh đó, phần nhạc nền, lời thoại và hiệu ứng chiến đấu cũng góp phần tạo nên sự cuốn hút đặc biệt cho bạn cảm thụ. Dấn thân vào game, người chơi có thể chọn một trong hai lát nhân vật mặc định Girl Starman và Smash để sử dụng. Tại đây bạn sẽ phải làm nhiệm vụ farm quái vật để lên cấp, săn boss, hòng tìm trang bị tốt rồi đi PK với các đối thủ khác. Âm Dương Đối Quyết. Âm Dương Đối Quyết, tên tạm gọi, là tựa game thuộc thể loại đấu tướng rảnh tay màn hình dọc khai thác đề tài âm dương sư vô cùng nổi tiếng. Dấn thân vào trò chơi, game thủ sẽ tiến tới thế giới của các ngự hồn sư, thức thần và yêu linh dạ quỷ, được thể hiện qua phong cách đồ họa anime 3D vô cùng đẹp mắt. Tại đây bạn sẽ được cảm nhận được sự chỉnh chu trong từng chi tiết, từ phần thiết kế giao diện, phong cách tạo hình nhân vật cho đến mô phỏng hiệu ứng hoặc cảnh đòn đánh chiêu thức.
Fly Makeover Thế giới mộng ảo. Fly Makeover hay Thế giới mộng ảo là tựa game thời trang kết hợp giả lập cuộc sống được phát triển bởi công nghệ Unreal Engine 4 tiên tiến kết hợp với thể loại nhập vai 3D chất lượng cao. Ở những góc nhìn cận cảnh, game thủ cũng có thể nhìn thấy kết cấu màu sắc của da, chi tiết tóc như thật, cho đến nếp vải trông thật hoàn mỹ với bông hoa được thiêu lên, trang sức lấp lánh, từng đường chỉ mây được cố gắng làm cho trở nên chân thực nhất có thể. Trong game này, bạn có thể tạo ra một nhân vật độc đáo của riêng mình, rồi tùy chỉnh các đặc điểm khác nhau như màu tóc, đặc điểm khuôn mặt và đặc điểm cơ thể. Một tựa game idol ba quy mới nữa của Soha Game. Lầy lội ba quy siêu lầy, ba quy siêu quậy, ba quy tí nị là những danh xưng tạm bợ chưa chốt tên gọi của tựa game đấu tướng chiến thuật 6v6 lên bối cảnh Tam Quốc, kết hợp với yếu tố tiên ma siêu hài hước sẽ được phát hành bởi Soha Game trong tháng 2 năm 2023 tới đây. Lối chơi của game phần nhiều sẽ xoay quanh việc sưu tầm và nâng cấp thẻ tướng, từ đó chọn ra những cái tên mạnh nhất để lập thành một đội hình. Người chơi sẽ được tự do sắp xếp vị trí các nhân vật tạo thành những trận pháp độc đáo khác nhau, giúp biến hóa khả năng chiến đấu với từng đối thủ. Dàn nhân vật của game khá đồ sộ, với khoảng 60 vị tướng khác nhau cho bạn thỏa sức chiêu mộ bất cứ ai mà bạn yêu thích và xây dựng đội hình của mình. Chỉ đọc quyền ở AFK Mobi, mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi, chỉ ngày đi.